con có bao uống trà sữa nên con sẽ mua em bự gì không? Ôi, con không thích bạn đà dừa. Con muốn bạn hỏi này nè mẹ. Mua cho hai đi em con, mỗi người một cục nè mẹ. Không phải là cục kẹo nó bự như vậy đâu con ơi. Kẹo nó bự như vậy thì làm sao mà tụi con hả họng ăn được cục kẹo chứ. Mẹ ơi, có ly trà sữa nè mẹ. À? Ở đây là gấu bông thôi mà con ơi, làm gì có trà sữa ở đây. Trà sữa thì một tí ra ngoài ăn uống đi, mẹ mua cho. Không phải, con nói ly trà sữa gấu bông màu hồng đó đó mẹ. Wow, ly trà sữa này nhìn dễ thương quá. Yes. Con có là hơi uống trà sữa nên con sẽ mua em bự gì không? Ôi, con không thích bạn đà dừa. Con muốn bạn hỏi này nè mẹ. Bạn hỏi đừng có bộ đồ màu văn mà đừng dễ thương quá. Các bạn ước bạn hỏi của mình hay là hấp chi đà dừa đi hai. Các bạn hay bình nhận ở dưới cho mình biết cái nè. Kẹo này bự chứ gì ta? Trời ơi, chị đang coi gì cái gì vậy? Cục kẹo này bự quá, không biết ăn ngon không em hé. Bây giờ hai chị em mình mỗi người mua một cục đi. Yes. Mẹ ơi, mẹ cục kẹo mút bự như gì luôn nè mẹ. Mẹ mua cho hai đi em con, mỗi người một cục nè mẹ. Không phải là cục kẹo nó bự như vậy đâu con ơi. Kẹo nó bự như vậy thì làm sao mà tụi con hả họng ăn được cục kẹo chứ. Cái này chỉ là giả thôi. Ở trong nó chỉ có những cái cục kẹo nhỏ nhỏ giống như mà cục kẹo hai đứa con thường mua thôi. Thôi hai đứa con để lại đi, về mua kẹo nhỏ ăn được rồi nghe. Làm mình tưởng cục kẹo mút bự như gì. Chắc mình ăn mấy ngày luôn quá.